Sáng nay tại thành phố Huế, Ban công tác đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 2 với chủ đề giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân và phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh các nội dung chất vấn, các vấn đề giải trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân phải là những vấn đề bức xúc, có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế và việc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được cử tri và nhân dân quan tâm. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tập trung vào các nội dung hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, hoạt động chất vấn giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, việc kết hợp các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát giải trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Các tham luận trình bày tại hội nghị đã đi sâu phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những nội dung cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương để nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và giải trình là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Qua đó, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương cần lựa chọn đúng vấn đề để đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Các nội dung chất vấn, các vấn đề giải trình phải là vấn đề bức xúc, có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế và việc thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Đồng thời, xác định rõ mục đích của hoạt động chất vấn giải trình là hướng đến mục tiêu xây dựng, làm cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm thực thi công vụ. Cần tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu Hội đồng nhân dân chính là những chủ thể quan trọng tại nghị trường, từ đó làm cho sức mạnh của quyền chất vấn, yêu cầu giải trình thành kết quả hiện thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiệu lực hiệu quả điều hành quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cần tập trung thực hiện quyền giám sát của mình, có căn cứ để kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn giải trình. Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận các ý kiến đóng góp quan trọng của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, đề nghị các cơ quan tham mưu phối hợp với các đơn vị hữu quan nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ hướng giải quyết để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân, đảm bảo phát huy được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.